Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn. Bài giảng hôm trước, cô trò chúng ta đã biết được về công thức tính chu vi của hình chữ nhật. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng công thức để tính chu vi của hình vuông. Trước hết, cô có hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 5 dm. Các con hãy dựa vào công thức tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình tứ giác để tìm cho cô chu vi của hình vuông này. Hãy cho cô biết câu trả lời bằng cách xem bài giảng trên trang web olm.vn. Chúc mừng các con! Chúng ta sẽ thấy được ngay rằng hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 5, vậy thì chúng ta sẽ có AB bằng BC, bằng CD và bằng AD, chúng đều bằng 5 dm. Thế thì từ đây ta sẽ có thể tính được ngay chu vi của hình vuông này sẽ bằng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 và kết quả là 20 dm. Vậy bây giờ cô muốn các con hãy nhìn vào phép tính 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5. Ngoài việc thực hiện liên tiếp phép cộng 4 số 5, chúng ta có thể biến phép tính này thành phép tính gì để có thể gọn hơn? Đúng rồi, chúng ta sẽ biến phép cộng này thành phép nhân, nó sẽ bằng 5 nhân với 4, kết quả vẫn bằng 20 dm. Vậy thì từ đây, chúng ta có thể thấy rằng, ngoài việc cộng 4 lần liên tiếp độ dài của cạnh, chúng ta có thể tính theo phép nhân, nghĩa là lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Vậy, sử dụng cách tính này, các con hãy tính cho cô chu vi của hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 2 cm. Rõ ràng, đối với hình vuông này thì chúng ta có thể tính được chu vi theo cách tính bên trên. Đó là chúng ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4, nghĩa là lấy 2 nhân 4, kết quả là 8 cm. Vậy từ đây, các con hãy cho cô biết cách tính chu vi của một hình vuông khi biết độ dài cạnh. Các con đã phát biểu rất chính xác. Cô sẽ nhắc lại như sau. Muốn tính chu vi của hình vuông, chúng ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Hãy nhớ thật rõ công thức này. Cô nhắc lại là muốn tính chu vi của hình vuông, chúng ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Áp dụng công thức này, các con hãy tính cho cô chu vi của hình vuông có độ dài cạnh là 6 dm. Chúc mừng các con đã trả lời đúng. Chúng ta sẽ lấy độ dài cạnh là 6 nhân với 4, kết quả sẽ là 24 dm. Rất đơn giản đúng không? Bài thứ 2. Cô có một viên gạch hình vuông có độ dài cạnh là 30 cm. Các con hãy tính cho cô chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi 4 viên gạch như thế. Hãy nhìn vào hình ảnh đây, chúng ta cần phải tính chu vi hình chữ nhật lớn. Tới đây thì các con cần phải nhớ lại công thức tính chu vi hình chữ nhật. Hãy nhắc lại cho cô nhé. Đúng rồi, để tính chu vi hình chữ nhật, chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2. Vậy thì ở đây trước hết, các con cần phải xác định được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật này. Ở đây ta thấy ngay chiều rộng của hình chữ nhật chính bằng độ dài cạnh của hình vuông và nó bằng 30 cm. Còn chiều dài thì sao? Chiều dài này thì gấp 4 lần độ dài cạnh của hình vuông. Vậy thì chúng ta sẽ phải có thêm một bước, đó là tính chiều dài của hình chữ nhật. Với bài toán này, cô sẽ trình bày như sau. Trước hết, ta cần tính chiều dài hình chữ nhật bằng cách lấy 30 nhân với 4. Sau đó thì chúng ta đã có chiều rộng của hình chữ nhật này là 30 cm. Sau khi có chiều dài và chiều rộng rồi thì các con áp dụng công thức và tính được chu vi của hình chữ nhật trên sẽ bằng 120 cộng 30 rồi nhân với 2, kết quả sẽ là 300 cm và đó chính là đáp số của bài toán này. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô đã cùng các con đi xây dựng cách tính chu vi của một hình vuông. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo của olm.vn.